Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay nhé. Liên quan đến những quyết định gây tranh cãi của trọng tài người Qatar trong trận đấu diễn ra vào tối ngày hôm qua giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan, rất đông cổ động viên Việt Nam đã tràn vào trang cá nhân của trọng tài này để lại những bình luận tiêu cực và đáng chú ý là trong đó có cả chị gái của cầu thủ Duy Mạnh. Vào tối ngày hôm qua, tài khoản Instagram cá nhân có tên là Huyền Trang Đỗ 19 của chị gái cầu thủ Duy Mạnh đã đăng tải một đoạn video ngắn có nội dung và hình ảnh không mấy tế nhị ngay sau khi trận đấu kết thúc. Trong ảnh, cộng đồng mạng dễ dàng nhận ra vị trọng tài người Qatar, trọng tài chính của trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan diễn ra vào tối ngày hôm qua, được lồng trong một chiếc di ảnh, thậm chí là có cả cảnh đám tang than khóc với dòng trạng thái vô cùng phản cảm. Chị gái Duy Mạnh còn chụp cả trang Facebook cá nhân của vị trọng tài này và đăng tải lên để nhiều người biết đến. Việc bị công kích cá nhân là điều rất dễ gặp phải mỗi khi một trận đấu nhận về nhiều bức xúc từ vị trí của các cổ động viên. Ngay cả những cầu thủ đội tuyển Việt Nam cũng không ít lần phải nhận về những chỉ trích gay gắt từ chính những fan hâm mộ của mình. Tuy nhiên, hành động của chị gái cầu thủ Duy Mạnh đã đi quá xa và kém văn minh ngay trên chính các trang mạng xã hội. Có lẽ vì quá bức xúc nên cô đã có những hành động thiếu thận trọng như vậy. Điều đang nói là phía dưới bài đăng thì rất nhiều cộng đồng mạng lại hùa theo sự phản cảm này, ghi nhận một số bình luận như sau. Đỉnh chị ơi, xuất sắc chị yêu ơi, khét quá chị ơi, như thể đây là một hành động đúng đắn vậy. Có thể dễ dàng thấy rằng những hành động như vậy phần nào sẽ làm xấu đi hình ảnh của khán giả Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Các cổ động viên mặc dù rất yêu thích đội tuyển nước ta, thế nhưng cũng nên biết giữ mình, không quá khích để biến mình trở nên kém văn minh trong mắt người khác như vậy. Các bạn thân mến, còn các bạn thì sao? Các bạn có suy nghĩ như thế nào trước hành động này? Hãy để lại comment ở dưới cho SNews cùng được biết nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.